xưa chúng ta chung trường cùng nhau kết hoa ước hẹn, mà nay bỗng dưng em lại bỏ quên hoa quên đi tình tôi. Em vội xa đi không xa từ, tháng năm vẫn trôi qua dần, tôi chờ tin em rồi, lòng tôi bỗng sẽ thắt lại, và khi tiếng chuông giao đường chợt ngân nga sẽ hóa dừng lại. Em là cô dâu mặc áo hồng, sánh vai bước đi bên trong mình anh đưa cô. Tuổi hồng thơ ngây từ mái trường, âu thơ đã đi qua rồi để lại trong tôi. Kỷ niệm trong tôi đã phai mờ, giờ em bước đi theo trong mình tôi đơn côi. Ít khi nào thấy Hà như thế này lắm nha, hiếm khi nào lắm luôn á. Như thế này, lần đầu tiên nghe Hưng hát bài này và quay MV Câu Chuyện Có Thật, thì khi mình nghe cái mình hành đồng cảm. Câu chuyện mà Hà cảm xúc đó, câu chuyện Hưng nghe truyền tai từ lúc học lớp 6, lớp 7. Là cái anh đó, anh yêu cô bạn học, gia đình không chấp nhận anh đó thì bắt cô đi lấy chồng, và anh ấy nhảy lầu. Tuổi hồng thơ ngây từ mái trường, âu thơ đã đi qua rồi để lại trong tôi một nỗi buồn, nói lên tiếng yêu lặng thầm tôi dành cho em. Xưa chúng ta chung trường cùng nhau kết hoa ước hẹn, mà nay bỗng dưng em lại bỏ quên hoa quên đi tình tôi. Em vội ra đi không giã từ, tháng năm vẫn trôi dần qua, tôi chờ tin em. Khi biết tin em rồi, lòng tôi bỗng sẽ thắt lại, và khi tiếng chuông giao đường chợt ngân nga sẽ hóa dừng lại. Em làm cô dâu mặc áo hồng, sánh vai bước đi bên trong mình tôi đơn côi. Tuổi hồng thơ ngây từ mái trường, âu thơ đã đi qua rồi để lại trong tôi một nỗi buồn, nói lên tiếng yêu lặng thầm tôi dành cho em. Xưa chúng ta chung trường cùng nhau kết hoa ước hẹn, mà nay bỗng dưng em lại bỏ quên hoa quên đi tình tôi. Em vội xa đi không xa từ, tháng năm
vẫn trôi qua dần, tôi chờ tìm em rồi, lòng tôi bỗng sẽ thắt lại, và khi tiếng chuông giao đường chợt ngân nga sẽ hóa dừng lại. Em là cô dâu mặc áo hồng, sánh vai bước đi bên trong mình anh đưa cô. Tuổi hồng thơ ngây từ mái trường, âu thơ đã đi qua rồi để lại trong tôi. Kỷ niệm trong tôi đã phai mờ, giờ em bước đi theo trong mình tôi đơn tôi đơn cô. Ơi, ngồi biết cho cảm xúc của Hà đi. Ngoài có kỷ niệm. Ít khi nào thấy Hà như thế này lắm nha, hiếm khi nào lắm luôn á. Như thế này, lần đầu tiên nghe Hưng hát bài này và quay MV câu chuyện có thật, thì khi mình nghe cái mình hành đồng cảm. Câu chuyện mà Hà cảm xúc đó, câu chuyện Hưng nghe truyền tai từ lúc học lớp 6, lớp 7. Là cái anh đó, anh yêu cô bạn học, gia đình không chấp nhận anh đó thì bắt cô ra lấy chồng và anh ấy nhảy lầu. Khi biết tin em rồi, lòng tôi bỗng sẽ thắt lại, và khi tiếng chuông giao đường chợt ngân nga sẽ hóa dừng lại. Em làm cô dâu mặc áo hồng, sánh vai bước đi bên trong mình tôi đơn côi. Em rất yêu bài hát này từ nhỏ, người ta chỉ hát truyền tai nhau thôi chứ không ai có một cái bản chính thức nào cả. Đó cho nên là cái cảm xúc mà tuổi học trò của Hà cũng gắn liền cùng thời với nhau học đó đó, và cộng thêm những cái bài hát mà nó lâu đời không có ai hát lại chính thức, nên là tạo cho Hà cảm xúc đó. Chợt nhớ ra cũng là bài này mà Hưng viết cho một câu chuyện, là cái hôm dịch đó Hưng hát, cái hồi dịch đó, khi mà Hưng hát mà tụi mình nhớ ông đêm đi hát là mình hát ở phía dưới, rồi ở trên tất cả các chung cư, cái nhà cao tầng là họ mấy cái bệnh nhân họ sẽ đứng ở ngoài họ xem á. Trời ơi, khi Hưng kết một cái óc ác đủ da gà hết trời, khóc ngon lành luôn. Nó là ký ức đó. Mà cái giai điệu bài này nữa, xong rồi trong cái tuyến mà đi hát phục vụ dịch nó trộn. Lúc đấy là mình toàn thành phố là đang là bị phong tỏa, nó kinh khủng. Cho nên là nó cái tự nhiên nhìn thế này, cảm xúc vô về. Sài Gòn hôm nay từ mai trường, bến xe, quán ăn, văn phòng, nhà thờ, công viên, trong tiếng lòng xếp tay dắt nhau vượt qua chuỗi ngày gian nan. Anh viết lời lại nhớ lại cái đồng à, giờ là nhớ lại xưa nhớ trăng nơi này, cùng nhau phố vui xung vầy, thì nay hãy luôn đọng tình yêu thương trao nhau người ơi, sẽ bình yên thôi, xin vững lòng khắp nơi vẫn đang cùng ta dã từ hôm qua.